Hà Nội đã quyết tâm, nỗ lực tuyệt đối để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thuận lợi và thật sự là ngày hội của toàn dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ niềm vui khi thấy cử tri thủ đô đã nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm, không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của công dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông. Cử tri của Hà Nội còn rất ý thức thực hiện biện pháp 5K để phòng chống dịch COVID-19. Tôi rất là vui mừng, rất là phấn khởi khi thấy thủ đô, cử tri của thủ đô đã nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm. Không chỉ thể hiện vai trò trách nhiệm của công dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông. Tại một số điểm bầu cử khác, cử tri ở mọi lứa tuổi, ai ai cũng nô nức phấn khởi đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Trong đó, nhiều cử tri trẻ vừa tròn 18 tuổi cho đến những cụ già ngoài 80, thậm chí có những cụ gần 90 tuổi mong muốn đi bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng cho nhân dân. Hôm nay là lần đầu tiên em đi bỏ phiếu thì em cảm thấy là rất là vinh hạnh và hạnh phúc, vui vì được thực hiện nghĩa vụ của mình là bỏ phiếu. Cái ngày hội nó gần như là nó đã được chuẩn bị từ lâu rồi, trong con người đã có sẵn cái tinh thần đấy rồi. Thì mà nói rằng là tôi cũng quan sát với bà con thì thấy nhiều bà con người ta cũng rất phấn khởi. Nhắn gửi với cử tri thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị mỗi cử tri hãy bớt chút thời gian tự giác, chủ động hưởng ứng và tham gia bầu cử. Mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Hoàn thành bầu cử là chúng ta đã lựa chọn được người đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là Hội đồng Nhân dân các cấp. Sâu xa hơn, mỗi lá phiếu bầu đúng, bầu đủ còn góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.